Đấy, nó khởi động lên thì nó có hai ngôn ngữ là tiếng Trung và tiếng Anh. Nếu mà mình muốn dùng tiếng Anh ấy, thì mình bấm mũi tên đi lên, nó sẽ thành tiếng Anh. Ở trong này là có 5-6 cái menu rồi. Cái menu đầu tiên đây là sync là point test, tức là quét điểm theo điểm ấy. Cái thứ hai là select từng test này, tức là quét xong rồi nó sẽ vẽ trên bình lưới. Cái thứ ba cũng thế, vẽ trên lưới. Cái thứ tư là data display, tức là cái dữ liệu lưu. Cái thứ 5 đây là cái xóa cái dữ liệu. Còn cái thứ 6 đây là tức là truyền dữ liệu ra ngoài. Thì thông thường nếu mà đi làm đường kính cốt thép để xác định đường kính là một vị trí là hai khoảng cách thì nó sẽ dùng cái chế độ đầu tiên đây, tích ở đây. Trên bàn phím này nó sẽ có mấy nút này. Thứ nhất là cái nút trên cùng này là nút reset. Reset này mục đích là để là khi đi làm ấy, nó sẽ cầm cái đầu dò này nhé, giơ ra ngoài khoảng không mà trong tay, tức là người yêu cầu người ta không có đồng hồ, không có ấy nhá, không có cái vật kim loại ấy. Rồi, tự tính. Đấy thì mình bấm nút này. Nút đây là nút lựa chọn, nút đây là cũng là nút menu. Đây là nút exit để thoát về. Nút này là bắt đầu thí nghiệm à? Đây à. Đây chọn đây nhá. Đây là bắt đầu ở chế độ đo đơn đấy nhá. Thì là có cái low đây là tức là số hiệu này. Đường kính ước chừng này. Ở đây là cái số này là cái cường độ, mức cường độ sóng dạng số. Nó sẽ có một cái mức nữa là cường độ sóng dạng thanh, khi nó đi qua thanh thép ấy sẽ có một cái thanh nó chạy lên này. Đấy. Đây là mức tín hiệu dạng thanh. Cái đây là cái dữ liệu lưu là 9 mẫu. Cái này là chiều sâu hiện tại của từ vị trí đầu dò đến cốt thép. Cái này là chiều sâu mà khi mình đã nó đã lưu lại. Chiều sâu đã lưu lại. Tức là nhá, khi bình thường một cái thép MG như này thì nó sẽ có hai cái dữ liệu nó nhảy. Một là cái dữ liệu của cái hiện mức hiện tại này, ví dụ đang 53 này. Đấy, xong đến cái giá trị nào mà mức nhỏ nhất. Nhỏ nhất là mình bấm tít mình như lại thì nó sẽ ra đây. Lưu lại ở mức nhỏ nhất. Mức nhỏ nhất thì chính là cái vị, bởi vì cái phép thép khi di chuyển thì cái phương đặt thẳng đứng là luôn là phương nhỏ nhất nữa. Đấy, bắt đầu làm thì bắt đầu mình ấn nút reset để cho nó cái là nút này chạy này. Đấy, đấy là reset xong nhá. Thì bắt đầu mình đặt cái đầu dò này thôi, mình di chuyển đây cái này. Cái này nó sẽ nhét hướng này để cho nó cùng với cả hướng của cái dây ấy. Đấy, cho nó hai dây nó về một hướng cầm nó đỡ bị. Đó, như này thì mình bắt đầu mình đặt mình đi mình di mình cầm này mình di này nó dễ này. Đấy nhá, giả sử đây anh có một cái vật kim loại ở dưới nhá, dưới cái bàn này nhá. Bắt đầu em di chuyển này. Đấy, có nhìn thấy cái mức cường độ tín hiệu nó lên đây đúng không? Cường độ nó sẽ có hai mức nhá. Thứ nhất là cái tín hiệu dạng thanh. Và thứ hai là tín hiệu số, thì thường là cái khi thằng này nó tăng lên thì thằng này cũng tăng lên. Cái đây là dữ liệu lưu này, còn cái đây là current depth, tức là cái chiều sâu hiện tại. Ví dụ em đang hiện tại và chiều sâu tối nhỏ nhất đúng không? Chiều sâu hiện tại ở đây nó đang là 69, nếu mà mình càng di chuyển vào nhé, sau này kinh nghiệm làm di chuyển vào cái số này là nó phải về số nhỏ nhất này, mà càng gần thì nó càng vào sát mốc, và cái này thằng này nó phải lên lớn nhất, nó căng nhất, nó căng thì nhất. Đấy là vị trí thép. Đấy, ví dụ như ở đây nhé, vị trí thép. Sau đó là nếu mà muốn xác định được đường kính thì chắc chỉ việc ấn nút ấn nút giữa để xác định cái đường kính ước chừng của cái thanh thép đấy. Ví dụ đây nó sẽ là đường kính, ví dụ ước chừng là phi 19 này, và chiều sâu của nó sẽ là 34, tức là từ mặt đầu dò xuống đến cái đấy thấp là nhất điểm thấp nhất 34, và cái đường kính ước chừng của nó là khoảng là 19. Trong quá trình đo thì nó có sẽ có bê tông, nó có hai cái mức đo, thứ nhất là mức giải thấp và giải cao. Giải thấp tức là cái máy này nó sẽ làm ở cái khoảng từ 0 cho đến khoảng độ 88 cm. Đây là cái tín hiệu sóng nó nằm ngang này, thì là giải thấp này. Còn nếu mà từ không nó lớn hơn 80 mm ấy, tức là giải nó sâu ấy, thì là mình phải khuếch đại lên. Thì mình cách bằng cách mình ấn nút mũi tên về đã. Không, ở đây ấn. Chuyển ra được mà.